Em xin tự giới thiệu, em là Tuấn Linh, ở phòng công nghệ thông tin trường Đại học Y, phụ trách về mảng phần mềm Redcap này. Hôm nay em sẽ xin trình bày với mọi người, thứ nhất là giới thiệu sơ tổng quan về phần mềm Redcap. Cái thứ hai là sẽ thao tác demo một vài dữ liệu, tạo form, nhập form và cũng show cho mọi người một vài cái project mà các viện khác đang sử dụng trên phần mềm Redcap này. Đây đầu tiên là phần mềm Redcap là một cái công cụ để giúp mọi người thu thập dữ liệu. Nhất là trong những cái việc thu thập dữ liệu trong công việc hàng ngày mọi người. Nếu mà theo một cái phương pháp cơ bản, đầu tiên là mình sẽ điền vào form giấy, sau đó mình nhập dữ liệu ở trên máy tính, đưa vào Excel, sau đó mình mang ra phân tích. Thì trong mỗi một cái công đoạn như thế thì nó có rất nhiều những cái rủi ro mà mình có thể mắc phải được. Ví dụ như là trong cái lúc mà mình nhập form mình có thể sai do ghi chép, hoặc là sai do mất bảng, mất tài nguyên, rồi đến những cái nhập dữ liệu thì cũng thể sai do lỗi đánh máy, rồi sai do dữ liệu không đầy đủ, mất gì đấy. Thì trong mỗi cái sau khi nhập xong thì mình sẽ đến công đoạn là lưu trữ dữ liệu. Trong cái khâu lưu trữ dữ liệu này cũng có rất là nhiều những cái risk mình dễ mắc phải, ví dụ là mất data hay là data bị trộm mất. Sau khi lưu trữ thì mình đến cái phần phân tích dữ liệu thì cũng có rất là nhiều những cái rủi ro mình dễ mắc phải, chất lượng dữ liệu nó không đầy đủ hoặc là sự chất lượng dữ liệu kém. Thì Redcap là một cái phần mềm thuần túy là để thu thập dữ liệu, nó không hỗ trợ mình phân tích dữ liệu ngay trên phần mềm Redcap này, nhưng mà nó sẽ giúp mình xuất ra những cái định dạng dữ liệu, ví dụ như cho Stata, cho SPSS, để mình có thể đưa vào các phần mềm chuyên dụng hơn để mình phân tích dữ liệu. Thì Redcap này được là một ứng dụng nhưng mà dùng trên nền tảng web online, được thiết kế bởi trường đại học Vanderbilt và rất nhiều những cái trường đại học mà hiện tại bây giờ đang sử dụng. Giao diện rất là đơn giản, dễ dùng, kể cả đối với những người không cần phải có kiến thức chuyên sâu về IT. Những cái đặc điểm chung của Redcap thì cũng giống như các cái phần mềm khác, đấy là nó sẽ hỗ trợ đa dạng các nghiên cứu, cả về tiến cứu hay là hồi cứu đều sử dụng được hết, rất là dễ dàng sử dụng. Nó xác thực được kiểu dữ liệu, ví dụ như là nó sẽ giới hạn mình, ví dụ như là trường số chỉ được nhập số, không được nhập chữ gì đấy, những trường về thời gian thì ngày tháng phải viết đầy đủ mà. Nó có một thư viện các cái nghiên cứu và các cái template sẵn, hoặc là một vài cái đặc điểm khác, ví dụ như là giúp mình quản lý dữ liệu tốt hơn, hay là nhanh chóng đánh giá các kiểu dữ liệu. Cái này thì cũng tương tự, không khác gì với các phần mềm nhập thu thập dữ liệu khác. Cái đặc điểm mà khác biệt so với các phần mềm khác và trường Y lại chọn cái Redcap này, đấy là nó có thể sử dụng cho các cái thiết bị di động, ví dụ như là điện thoại hay là máy tính bảng. Đơn giản là khi mà, ví dụ, và một cái nữa đấy là mình có thể sử dụng mà không cần phải có mạng, không cần phải online. Mặc dù đây là một phần mềm thiết kế trên nền web, nhưng mà ví dụ như là khi mình đến những nơi mà không có mạng internet, chưa phủ sóng hoặc là tín hiệu rất là yếu, thì mình hoàn toàn có thể nhập dữ liệu ở trên trên app, mình nhập ở trên điện thoại, ở trên máy tính bảng đều được. Sau đó khi mà mình về những nơi có sóng wifi, có mạng internet đầy đủ, thì dữ liệu ở trên điện thoại, ở trên máy tính bảng mình sẽ tự up lên server và giải phóng bộ nhớ cho điện thoại của mình. Thì đây là cái đặc điểm mà Redcap là hơn các phần mềm khác. Nó cũng có đầy đủ các cái công cụ xuất báo cáo dữ liệu, ví dụ xuất sang Excel hay là Stata, SPSS, có thể dễ dàng share được những cái project này cho nhiều người khác sử dụng chung, hoặc là share tài nguyên đấy. Các đối tượng sử dụng của Redcap thì hầu như là đối với những cái project hay là những cái nghiên cứu cơ bản, thì kể cả sinh viên, học sinh, các bác sĩ, nghiên cứu đều sử dụng được. Tuy nhiên là nó không phải là chìa khóa vạn năng để giải quyết tất cả các vấn đề. Ví dụ như là một vài cái phần nó không phù hợp cho những các nghiên cứu phức tạp, có độ logic cao, hoặc là những cái thiết kế biểu mẫu phức tạp.
thì rất là ít, và thường trong những cái trường hợp ấy thì mọi người khi mà thiết kế form vẫn có thể tự design form theo một cái ý của mình mà vẫn có thể sử dụng ở trên cái nền WordCamp này được. Mô hình triển khai WordCamp tại HMU thì đối với những MU trường đại uy triển khai WordCamp này, thứ nhất là để phục vụ cho các bạn là sinh viên cuối khóa làm dữ liệu tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, hoặc là với các thầy cô cho mục đích nghiên cứu thì hoàn toàn free, không không tính phí. Đối với các cái dự án ở bên ngoài hoặc là các cái tổ chức khác muốn sử dụng WordCamp của HMU thì sẽ bị tính phí. Phí chỉ có 300 nghìn cho một project thôi, nhưng mà hoàn toàn đối với viện của mình hoàn toàn có cách để xử lý lách qua được cái này. Ví dụ như là mình có thể nhờ một sinh viên thì vẫn còn đang ở trường đứng tên một cái dự án của mình thì hoàn toàn cũng sẽ không mất phí, chỉ cần là sinh viên hoặc là cán bộ của trường trường y thì sẽ không mất phí đối với cái RedCap này. Làm thế nào để đăng ký nghiên cứu bằng Red với phần mềm RedCap của HMU? RedCap nó chỉ là một cái phần mềm chung thôi, nó có rất nhiều RedCap của Vanderbilt, RedCap của Đại học Y Australia hay là RedCap của Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gì đấy. Nhưng mà ở HMU thì cũng có ký kết cả Vanderbilt để đặt server riêng của RedCap HMU ở trường Y. Thì để đăng ký nghiên cứu bằng RedCap của HMU thì thứ nhất là mình sẽ vào trang chủ của Đại học Y Hà Nội là hmu.edu.vn, mình kéo xuống cuối cùng các mẫu biểu, ở dưới cùng có mẫu biểu của phòng công nghệ thông tin, mọi người kích vào và kéo xuống bên dưới form số 13 và 14. Form số 13 là mẫu 01 này, sử dụng để cho chủ project, admin của project đăng ký sử dụng RedCap, và form số 14 là dành cho những thành viên ở trong project của mình khai báo để nhận account. Thì mọi người sẽ điền vào form 13, 14, sau đó gửi lại cái form này vào email redcap@hnu.edu.vn. Thì sau 2 ngày làm việc, không tính thứ bảy nữa, thì mọi người sẽ nếu là được chấp nhận, được approve thì sẽ được cấp account, và mọi người hoàn toàn là có thể sử dụng backup để thu thập dữ liệu để nghiên cứu luôn. Vừa rồi là em vừa nói qua về phần tổng quan, và sau đây thì em sẽ xin đi vào ví dụ cụ thể trực tiếp để mọi người thấy cái backup hoạt động như thế nào. Thì sau khi mà mọi người đã được cấp account gửi vào email của mọi người, thì mọi người tương tự như các cái phần mềm khác của mọi người vào, đầu tiên là đổi lại password, sau đó thì đăng nhập. Đây là cái màn hình đăng nhập, mọi người login vào. Trong cái thư mục My Project thì ở cái form của mọi người nó đã có cái tên project của mỗi người đã viết ra rồi. Thì trong quá trình tạo cái tên project ấy sẽ được tạo tự động. Thì trong quá trình nhập thì có thể nhân viên kỹ thuật có thể mắc sai sót về lỗi chính tả hay là vì những cái gì đấy, thì đầu tiên là mọi người check lại xem là cái tên project của mình đã chính xác chưa. Ví dụ như là chẳng nếu mà nó chưa được chính xác, mình hoàn toàn có thể sửa lại được. Ví dụ như là cái này mình sẽ click vào, và đầu tiên là mình sẽ modify lại tên cho nó chính xác. Ví dụ như là hôm nay là 11 tháng 6, mình sẽ đổi lại 11 tháng 6. Save ạ. Thế là mình sẽ có tên project mình đã chính xác theo ý mong muốn của mình. Để demo cho cái phần này thì em sẽ xin làm theo một cái hướng dẫn ở đây. Ở đây nó sẽ ví dụ sẽ có một cái phiếu điều tra, một cái survey ngắn gọn như này. Thì ví dụ để làm theo một cái phiếu survey như này để đi lấy dữ liệu, lấy cái thông tin từ những người khác, thì đầu tiên là mình vào trong project ở phần online designer, mình bắt đầu click vào để làm. Ví dụ như là ở đây có cái mới vào thì nó sẽ trống, sẽ làm lại trống như bình thường.
nó chống cái phần bên trên là không có, nó sẽ delete đi. Mới vào thì nó sẽ như này, không có gì cả, trống hết. Form đầu tiên là mình có phiếu điều tra, mình có thể sửa lại tên, tên rename, điều tra. Và trong phiếu điều tra mình bắt đầu tạo ra cái form giống yệt như là cái form đang có trên mảng Word đây. Thứ nhất mình có những cái trường, ví dụ như là tên cán bộ nghiên cứu là họ tên người tham gia, thì trường Discord ID mình sẽ để trống vì cái này hệ thống nó sẽ tự đánh, sẽ tự mặc định cho mình không cần phải viết cái trường này. Ví dụ như trường tên mình sẽ để ô text tên rồi tên cán bộ nghiên cứu. Ở trường field label mình viết tên cán bộ nghiên cứu, ở trường variable name chính là tên biến, các biến này mình không có dấu và cách nhau bởi dấu gạch dưới, mình tab là nó tự gạch dưới cho mình. Tên biến này, đặc biệt là các tên biến này không được giống nhau, không được trùng nhau. Ở trường require nếu mà đây là bắt buộc thì mình sẽ tích vào yes. Identifier nghĩa là trường để nhận diện được, thì cái này có thể không đều được. Thì mình xem vào. Tương tự mình có họ tên người tham gia chức vụ. Sẽ demo thêm một cái nữa thì họ tên người tham gia chẳng. Ok. Tương tự với các trường bên dưới, em sẽ đi qua thật nhanh. Xuống phần thứ hai là phần câu hỏi. Cái phần này là câu hỏi nó dài hơn thì mình sẽ để là nốt box. Mình chuyển ở field type, mình chọn nốt box. Field label mình viết nguyên cả tên câu hỏi ra, ví dụ như là một các chính sách hiện tại gì đấy. Variable name mình chỉ cần viết tên là câu một chẳng hạn. Xếp lại là mình có một cái câu hỏi dài và một câu trả lời dài này. Tương tự với cả hai câu dưới cũng là mình sẽ để cái trường là notebook. Em sẽ đi tiếp xuống phần bên dưới luôn. Đấy là một cái bảng. Cái bảng này thì ở trên webcam cũng hoàn toàn có thể tạo được. Bảng bên dưới thì mình sẽ chọn cái phần F matrix of field. Cái đầu tiên chính là cái tên của cái bảng này, ví dụ là phần B. Đánh giá theo thang điểm. Matrix chính là những cái hàng. Cái hàng ở đây chính là tên các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5 này. Ví dụ mỗi câu hỏi này nó cũng tương ứng với cả một cái tên biến, nó gần như là mỗi một cái hàng này nó là một cái biến riêng nhưng mà nó ghép lại thành một cái bảng để cho mình dễ xử lý, dễ thu thập trong công việc. Thì tên biến vì bên trên mình đã đặt là câu một rồi, nếu mà mình đặt trùng nhau nó sẽ báo lỗi ngay. Thì ở đây là phần B mình có thể đặt là câu một B chẳng hạn. Ở đây là phần cột. Phần cột này chính là những cái đánh giá theo thang điểm từ 1, 2, 3, 4, 5 này, và mình sẽ cách nhau bởi dấu phẩy. Một. À. Ok, ở phần answer format này mình có thể chọn nó là single answer, có nghĩa chỉ được chọn một đáp án đúng, hoặc là chọn multi multiple answer, có nghĩa là chọn hai hay nhiều đáp án đều được cả. Ví dụ mình chọn là nhiều chẳng hạn. Matrix group name mình đặt một cái tên cho cái bảng của mình xếp lại. Thì ở đây mình sẽ thấy câu hỏi một mình có thể chọn đánh giá là mức độ như nào đấy, câu hỏi hai mình chọn đánh giá như nào đấy, câu hỏi ba như nào đấy.
Tương tự cái phần bên dưới này thì cũng là một cái bảng, không khác gì bảng bên trên. Thì thay vào đấy em sẽ trình bày một vài cái trường khác mà Redcard nó có thể dùng để thu thập dữ liệu. Nhất ví dụ như là ở trường mình có thể chọn câu hỏi đúng sai hoặc là drop down list. Ví dụ như là mình chọn drop down list chẳng hạn. Ở phần câu trả lời mình cũng có thể khung cách nhau bởi dấu phẩy. Variable name và tự save. Thì đây câu hỏi sẽ viết nó sẽ viết đầy đủ ra ở đây. Và câu trả lời mình có thể chọn một trong những câu này. Đây là một những cách này. Một cách nữa đấy là checkbox, mình có thể tích cũng là cách nhau bởi dấu phẩy ở trong phần phần câu trả lời. Mình vẫn phải đặt tên biến đầy đủ. Xếp lại mình sẽ có câu hỏi 2, mình được chọn cách trả lời bằng cách tích. Hai cái phần này khác nhau, ví dụ như câu trên drop down list mình chỉ chọn được một câu trả lời đúng, chọn câu khác thì câu trên nó sẽ biến mất. Những cái dưới thì mình có thể chọn được hai hay nhiều đáp án đúng đều được cả. Tiếp theo còn nhiều những cái như là yes no hay true false cũng tương tự như thế, cũng giống như cái phần tích kia của mình. Mình có thể cái nữa đấy là phần chữ ký, phần signature này mình có thể tức là đây là chữ ký, chữ ký thôi chẳng hạn. Sau khi mà có cái trường này thì mình có cái phần để ép chữ ký trên thiết bị, ví dụ như là trên điện thoại hay là tablet mình hoàn toàn có thể ký được. Tí nữa phần nhập dữ liệu mình sẽ ký vào đây, mình sẽ nhận diện được. Rồi mình sẽ có cái slide ví dụ như là để đánh giá chẳng hạn. Đánh giá của câu hỏi mức thấp nhất là 0 này, và mức cao nhất là 100 này. Đấy, và mình có slide trong một vài cái trường hợp mình cần đánh giá thì mình có thể kéo. Thì đây là sơ qua về những cái phần tạo form, những cái câu hỏi, cái phần Redcard có thể tạo được để mình lấy dữ liệu. Sau cái phần tạo form này mình sẽ đến cái phần nhập dữ liệu vào cái form này chẳng hạn. Để nhập dữ liệu vào form này mình sẽ nhìn sang cái thanh menu bên trái có phần Add and Edit Record. Màu nâu mình sẽ nhấn vào. Ban đầu là chưa có cái này. Phần bên trái là phần Messenger này. Messenger này, cái Redcard này cũng tương tự có cái phần để mình chat được các thành viên với nhau. Ví dụ như là như kiểu cái Messenger của Facebook chẳng hạn, thì cái Redcard yệt như thế. Mình sẽ chat với mọi người cùng sử dụng trên cái Redcard này để trao đổi hoặc là để hỏi. Quay trở lại về cái phần Edit Record thì mình ấn vào cái chữ Add and Edit Record màu nâu thì nó sẽ hiện ra cái form để mình nhập dữ liệu vào. Thì ở đây ví dụ mình sẽ chọn là Add New Record rồi. Add vào thì những cái ô mà có Most Provide Value này mình phải bắt buộc phải điền, vì đây là những cái lúc mình tạo form mình đã điền là cái trường lại bắt buộc phải nhập. Nếu mà mình không nhập cái trường này chẳng hạn thì tí nữa nó sẽ báo lỗi với mình, nó không cho mình xếp cái form này. Ví dụ mình sẽ ví dụ như là mình sẽ cố tình bỏ trống cái ô mà cần phải điền chẳng hạn. Những ô dưới mình có thể viết viết câu trả lời. Câu 1, câu 2 mình sẽ viết vào.
Đây, ví dụ phần chữ ký chẳng hạn, mình có thể ép vào. Sẽ là để mình có một chữ ký. Đánh giá của mình trả lời tốt chẳng hạn. Ở phần complete, ở đây mình sẽ có ba câu ba cái lựa chọn: incomplete, unverified hay là complete. Những cái này không ảnh hưởng gì đến việc mình xếp cái form này. Nó chỉ là hiện cái bảng màu để mình nhắc nhở mình là cái form này nó đã hoàn thành được chưa. Ví dụ incomplete chẳng hạn, mình vẫn có thể xếp lại, nhưng mà tí nữa nó sẽ báo đỏ cho mình là cái form này nó chưa hoàn thành hết tất cả các câu hỏi. Đấy, ví dụ mình xếp lại. Đây, nó sẽ báo lỗi cho mình là cái họ tên người tham gia này mình chưa điền vào cái form này. Và mình phải điền lại cho nó đầy đủ. Ok, bây giờ xếp lại thì nó sẽ xếp được bình thường. Đây. Và mình sẽ thấy là cái bản record này của mình, bản record là bản số 3, nó sẽ có màu đỏ này bởi vì là cái bản này nó chưa chưa điền đầy đủ. Ví dụ là mình sẽ kích vào và mình vào lại cái bản ấy. Mình điền đầy đủ vào rồi và mình chuyển sang là complete, xếp lại thì nó sẽ ra màu xanh. Màu xanh này có nghĩa là cái bản ghi này nó đã điền đầy đủ các thông tin, không thiếu thông tin nào cả. Còn màu vàng chính là verify, nghĩa là chưa xác định rõ được. Đây là phần về nhập các dữ liệu ở trong phần mềm Redcap. Ngoài việc tạo form nhập dữ liệu thì nó còn có một vài chức năng đi kèm, ví dụ như cái phần nhắc lịch này chẳng hạn. Ví dụ mình điều tra tên cứu chẳng hạn, thì cứ mỗi ngày mình lại phải đến hỏi bệnh nhân nào đấy, thì mình hoàn toàn có thể vào phần lịch này mình viết vào lịch. Nó sẽ không alarm cho mình bằng chuông bằng ấy, nhưng mà nó có sẽ hiện cho mình khi mà mình vào Redcap, có nghĩa là đến giờ này là mình phải đến mình lấy thông tin của bệnh nhân này chẳng hạn. Giờ mình có thể ấn new, mình chọn time, time vào giờ nào đấy, nốt lấy thông tin của bệnh nhân một chẳng hạn. Đấy là chính là cái record của ID số 3 mình vừa nhập chẳng hạn. Ép vào thì là nó sẽ vào lịch. Một cái nữa đấy là ví dụ như là trong trường hợp mình muốn xuất dữ liệu ra thì mình sẽ vào trong cái phần export này, data export này, thì ở cái phần export data này nó sẽ có một loạt các cái công cụ phân tích mà mình có thể xuất dữ liệu ra cái đuôi để mình mở bằng công cụ ý. Có như Excel thì mình sẽ có hai cái loại: raw data và label. Mình có đuôi cho file FPSS, cho R, cho Stata, cho SAS rất đầy đủ. Tại sao lại có hai cái Excel này? Cái thứ nhất là raw data này là dành cho những cái dữ liệu thuần, nó chỉ có 0 với 1 thôi. Câu trả lời có thì sẽ là dữ liệu 1, câu trả lời không ở không thì sẽ, hoặc bỏ trống dữ liệu sẽ là 0. Cái file thứ hai là cái file điền đầy đủ. Ví dụ như là mình vừa nãy mình có câu trả lời là sổ xuống là câu trả lời 1, câu trả lời 2, thì ở cái chọn Excel thứ hai này sẽ viết đầy đủ trong cái trường của mình, đấy là câu 1, câu trả lời là câu trả lời 1, câu hỏi 2, câu trả lời 2 gì đấy. Thì em sẽ show cho mọi người một cái project đã hoàn thiện, mọi người có thể nhìn cái data này. Ngoài ra thì nó có cái phần import. Import này có nghĩa là mọi người sẽ import dữ liệu vào luôn mà không cần phải viết viết từng form một. Cái này thì nó chỉ sử dụng cho trường hợp mình đã tạo xong form rồi và mình sẽ nhập dữ liệu lên cái file Excel của cái form ý. Bởi vì nếu mọi người tự tạo ra một cái file Excel thì cái trường hợp nó bị conflict, nó bị lỗi rất là lớn. Nó chỉ cần khác một dấu chấm, dấu phẩy hay là khác một cái chữ in hoa nào đấy thôi thì dữ liệu mình nhập vào nó đã bị sai sót rồi. Thì trường hợp tốt nhất là mình tạo xong form đầy đủ, sau đó mình download cái form này về dưới dạng Excel, mình điền vào cái form Excel đấy, sau đó mình import lại ngược lại, thì tất cả dữ liệu này sẽ tự nhảy lên mà mình không cần phải điền từng form như vừa nãy. Một cái nữa đấy là nó có thể cấp quyền cho từng người trong project. Ở đây ví dụ như mình có thể ép thêm người vào hoặc là xóa người đi. Ví dụ như là ở đây project này đang có 2 người chẳng hạn, mình có thể xóa một bạn này đi, xóa đi, thế là project mình có mỗi mình.
Trong khi nếu mà mình cần thêm người cộng tác là mình hoàn toàn có thể ép thêm người. Tuy nhiên là những cái người kia phải có account ở trong hệ thống RedCap của HMU. Ví dụ mình ép thêm ép lại bạn này. Trong lúc ép thì mình hoàn toàn có thể chọn các cái các quyền cho bạn ấy, ví dụ là quyền có thể design lại form này, quyền có thể ép người khác này, hoặc là cho bạn ấy thời gian khi mà bạn hết hạn bạn không thể thao tác trên project được nữa này. Đấy, bên dưới bạn có thể truy cập được vào lịch này, có thể export data đầy đủ này. Có thể tạo thêm các bản ghi mới này, hoặc là xóa các bản ghi cũ và mình ép vào. Ok, đấy. Như thế là mình đã có thêm một người cộng tác ở trong cái project này của mình. Và cái quan trọng nhất mà các công cụ khác nó không không có hoặc có thể là chưa có, thì đối với RedCap này nó là cái phần thao tác với trên các thiết bị điện thoại. Thì để thao tác trên với các thiết bị di động thì đầu tiên là mình vào cái phần RedCap Mobile App này, các biểu tượng là cái chữ R nó đội mũ ấy. Mình kéo xuống dưới. Ở đây mình có cái khung màu vàng rất là to để request API token này, không phải là mình cứ ấn vào là nó sẽ thao tác được ngay trên điện thoại, mà mình phải request API này để admin ở HMU và biết được cái project này cần phải thao tác trên di động. Sau khi mình ấn request API này, hiện ra cái bảng thì quá trình chờ request lấy API này nó chỉ mất tầm 1 đến 2 ngày làm việc. Thì em sẽ cấp luôn API để mình demo luôn. Ok. Sau khi mà đã được admin approve cái API của mình, tất cả quá trình này đều được thông báo đến email của người người sử dụng phần mềm RedCap này. Thì mình quay trở lại, vẫn ấn vào RedCap Mobile App này, kéo xuống bên dưới. Bây giờ sẽ không có cái bảng màu vàng nữa mà sẽ hiện là một cái QR code. Cái QR code này ở trên điện thoại mình sẽ download cái app là app RedCap. App tên là RedCap, cả ở trên CF Play của Android hay là ở trên iOS đều có, không có trên BlackBerry. Sau khi dùng vào cái app RedCap này, việc đầu tiên là mình sẽ quét cái mã QR ở đây. Sau khi quét xong cái mã QR này thì toàn bộ cái form mà mọi người vừa tạo ở trên máy tính nó sẽ nhảy lên trên điện thoại. Sau khi mà đã có cái form ở trên điện thoại này thì mọi người hoàn toàn có thể dùng điện thoại, không cần phải mang máy tính đi để nhập dữ liệu nữa, chỉ cần cầm mỗi điện thoại đi đến từng phòng bệnh nhân để lấy dữ liệu, sau đó thì về ấn một nút để nó đẩy tất cả dữ liệu ấy lên lên server. Đấy, trong trường hợp không có mạng, còn nếu có mạng nó tự đẩy luôn. Đây là các cái thao tác phụ với cả phần mềm RedCap. Sau đây thì em xin show cho mọi người một vài cái cái project gần như là đã hoàn chỉnh. Ví dụ như là ví dụ như là cấp địa chỉ MAC này. Cái ví dụ như đây là một cái survey dùng để thu thập địa chỉ MAC dành cho từng nhân viên ở trong trường y. Thì cái survey này sorry, survey này là nó chưa chưa hoàn thiện hết. Cái survey này nó chưa được hoàn thiện hết, mọi người chưa chưa viết xong thì cái survey nó chưa đóng lại được. Ví dụ một cái khác, một cái
Ví dụ đây là một cái có dữ liệu chưa, đây đây là một cái project mà đã có rất là nhiều dữ liệu ở trong này. Ví dụ là mình có thể xem cái từng dữ liệu một. Bệnh án, đây là cái thông tin mà cái người bệnh đã khai và mình cần lấy lại được, và mình sẽ vào phần export này để mình xem ở trong GraphQAP này cũng có một cái công cụ nhỏ để mình xem qua được cái phần dữ liệu của mình đã lấy được, nhưng mà nó không chuyên sâu về phân tích dữ liệu mình đã có. Thì ở export này mình có thể sâu được cái bảng phân tích chung thôi, ví dụ như là trường họ và tên mình đã điền đầy đủ tất cả 102 bệnh nhân này, ở trường tuổi tuổi trung bình của các bệnh nhân nào sẽ có hết này, sẽ ra cả biểu đồ luôn này, giới tính nam nữ sẽ ra biểu đồ luôn này, nghề nghiệp như nào này, tương tự như thế. Rồi các cái tiền sử nó sẽ, đây là chỉ là những cái không phải là phân tích chuyên sâu mà nó chỉ là một cái tổng quan cho mọi người nhìn được cái dữ liệu của mình nó phân bổ như nào thôi. Để nhìn sâu hơn thì mình có thể vào cái phần export này mình download xuống export data chẳng hạn. Ví dụ ở đây em sẽ sâu cho mọi người thấy hai cái khác nhau của cái Excel này như nào. Ví dụ cái file đầu tiên là file raw data, mình ấn vào xong mình ấn export data, ấn vào xếp xuống mở ra thì những cái phần này ở những cái phần tiền sử hoặc là những cái câu trả lời nó đơn thuần chỉ là không với một, không với một này chính là những cái dấu phẩy của mình ở trong cái phần mà câu trả lời mà mình vừa lúc mà tạo form. Còn muốn cho nó hiện rõ cả câu trả lời mình ra như nào thì mình sẽ chọn vào cái phần label ở trong file CSV, đào xuống. Đây chính là phần label. Thì đây, trong phần này nó sẽ viết đầy đủ ra những cái phần này là mình chưa tích này, chưa đánh dấu này, cái phần check này là đã tích này. Những câu trả lời mình sẽ được viết đầy đủ ra, chứ không phải là tích hay không. Đây, những cái chỗ này nó sẽ viết đầy đủ ra, ví dụ là u tăng tiết hay là cái gì đấy. Còn cái kia mình chỉ là viết được câu trả lời là 1 2 3 thôi. Đây chính là khác nhau giữa hai cái file Excel raw data hoặc là label. Cái phần thao tác với cả RedCap này cũng gần như là đã đầy đủ. Thế mọi người có muốn hỏi gì thêm về phần mềm RedCap này không ạ? Đương nhiên đây chỉ là một cái phần giới thiệu qua rất là nhanh, và cái thứ nữa là mọi người chưa có account để có thể làm theo được những cái bước thao tác đây, cho nên là nếu mà có cái vấn đề gì mà chưa rõ lắm thì mọi người hoàn toàn có thể gửi câu hỏi vào cái email redcap@hu.edu.vn thì các bạn kỹ thuật ở đây hoàn toàn có thể giải đáp cho mọi người xem redcap này có thể xử lý được cái vấn đề của mọi người không. Nếu như mà mọi người không còn câu hỏi hay thắc mắc nào thì em xin phép được kết thúc bài chương trình về RedCap này ở đây. Em xin cảm ơn mọi người.